Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, Tổng thư ký NATO đến Florida để hội đàm với Tổng thống Trump. Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte đã tới Palm Beach, Florida để gặp gỡ Tổng thống tân cử Donald Trump nhằm thảo luận về nhiều vấn đề an ninh toàn cầu mà khối minh ước này đang phải đối mặt tôi cho biết là ông Rutte và đội ngũ của ông cũng đã gặp dân biểu ông Mike Waltz, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia khi mà ông quay trở lại tòa Bạch Ốc và các thành viên khác trong đội ngũ an ninh quốc gia của chính quyền Trump. Chiến thắng của ông Trump đã khiến nhiều nhà lãnh đạo tại châu Âu lo lắng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại tòa Bạch Ốc, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích và gây áp lực để các đồng minh châu Âu phải tăng ngân sách quốc phòng, đáp ứng mục tiêu là ít nhất 2% GDP. Họ cũng lo ngại khi mà trở lại tòa Bạch Ốc, ông Trump có thể cắt viện trợ quân sự cho Ukraine. Các đồng minh nato cho rằng hỗ trợ ukraine chống lại nga là cách quan trọng giúp bảo đảm an ninh cho cả hoa kỳ lẫn châu âu giới phân tích chính trị thì cho rằng tổng thư ký reuters có thể là chiếc chìa khóa giúp cho nato đứng vững trong nhiệm kỳ tiếp theo của ông trump Ông Root được đánh giá là một người thông minh và đã giữ mối quan hệ tốt với ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Trong một cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Budapest, ông Root nói là những gì chúng ta thấy ngày nay càng rõ là Bắc Hàn, Iran, Trung Quốc và Nga đang hợp tác với nhau để chống lại Ukraine. Điều này đe dọa Hoa Kỳ và châu Âu. Tôi mong muốn được gặp và thảo luận với ông Trump về cách mà chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những mối đe dọa này. Các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 321 cơ sở hạ tầng hải cảng của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị quốc tế được tổ chức tại thủ đô Kyiv hôm thứ Bảy 23 tháng 11 cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Nga đã phá hủy 321 cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine kể từ tháng 7 năm ngoái đến nay. 20 tàu chở hàng của các quốc gia khác cũng bị hư hại do các cuộc không kích của Nga. Ukraine là một trong những quốc gia trồng lúa mì và bắp lớn nhất trên toàn cầu. Trước cuộc xâm lược của Nga, nước này đã xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua hãng hải. Ông Zelensky cho biết xuất khẩu thực phẩm của Ukraine cung cấp lương thực cho 400 triệu người ở 100 quốc gia trên toàn thế giới. Giá thực phẩm ở Ai Cập, Libya, Nigeria và các quốc gia khác ở châu Phi phụ thuộc trực tiếp vào việc liệu nông dân và các công ty nông nghiệp ở Ukraine có thể hoạt động bình thường hay không. Ông Zelensky cũng nói rằng mục tiêu chính của Tổng thống Nga Vladimir Putin là chiếm đóng toàn bộ vùng Donbass miền đông Ukraine và đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk của Nga trước ngày 20 tháng 1 để chứng minh rằng ông ta đang kiểm soát tình hình. Ngày 20 tháng 1 năm 2025 là ngày ông Trump sẽ nhậm chức. Các nguồn tin quân sự cao cấp Ukraine thừa nhận họ đã mất hơn 40% lãnh thổ kiểm soát ở tỉnh biên giới Kursk khi Nga tăng cường các đợt phản công. Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, chúng tôi từng kiểm soát 1.376 km vuông nhưng giờ đã thu hẹp còn khoảng 800 km vuông. Chúng tôi sẽ cố giữ vần lãnh thổ này miễn là vẫn duy trì đủ năng lực quân sự. Moscow đã điều động gần 60.000 quân tới vùng Kursk kể từ sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực biên giới hồi đầu tháng 8. Ngoài ra, khoảng 11.000 quân Bắc Hàn cũng đã tới Kursk để hỗ trợ quân Nga, nhưng phần lớn hiện vẫn trong quá trình huấn luyện. Trong khi đó, Nga đang kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ dược hoạt. Quan chức Liên Âu tuyên bố trác tòa ICC mang tính ràng buộc các quốc gia thành viên phải thực thi. Ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu tuyên bố, chính phủ các nước trong khối không thể lựa chọn việc có thực hiện bắt giữ các quan chức của Israel và Hamas theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC hay là không, mà đây là nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Tất cả các nước Liên Âu đều là những bên đã ký kết và hiệp ước thành lập ICC, được gọi là quy chế Rome. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 21 tháng 11, Tòa ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel ông Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Israel ông Yoan Galaft, và thủ lãnh của Hamas là ông Abraham al-Mashri, cáo buộc những người này đã phạm tội ác chống nhân loại liên quan tới cuộc chiến tại giải Gaza. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ của tòa đã nhận được phản ứng yếu ớt từ các quốc gia Liên Âu. Một số quốc gia cho biết họ sẽ đáp ứng những cam kết theo quy chế nếu cần thiết. Tuy nhiên, Thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán đã mời Thủ tướng Netanyahu tới thăm Hungary, đồng thời bảo đảm rằng ông ta sẽ không gặp rắc rối gì với lệnh bắt giữ của tòa. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Joseph Borrell tuyên bố các quốc gia đã ký kết quy chế Rome có nghĩa vụ phải thực hiện quyết định của tòa ICC. Đây không phải là việc tùy chọn những nghĩa vụ này cũng mang tính ràng buộc đối với các quốc gia muốn gia nhập Liên Âu. Sẽ chẳng ra gì nếu những quốc gia mới gia nhập lại có nghĩa vụ mà các quốc gia thành viên hiện tại thì lại không thực hiện nó. Về việc Israel lên án lệnh bắt giữ của tòa ICC là mang tính bài do Thái, ông Borrell nhận định mỗi khi có ai đó không đồng tình với chính sách của chính phủ Israel thì họ bị cáo buộc là bài do Thái. Tôi có quyền chỉ trích những quyết định của chính phủ Israel dù là ông Netanyahu hay ai khác mà không bị buộc tội bài do Thái. Điều này không thể chấp nhận được. Bắc Hàn lên án cuộc tập trận chung Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản. Bình Nhưỡng đã lên án các cuộc tập trận chung gần đây của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, đồng thời cảnh báo nước này sẽ hành động ngay lập tức để tự vệ. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Bắc Hàn tuyên bố: "Chúng tôi cảnh báo mạnh mẽ tới Hoa Kỳ và những thế lực thù địch phải ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích và gây thêm bất ổn có thể đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên và vùng lân cận thành một cuộc xung đột vũ trang thực sự." Thông cáo dọa rằng trong trường hợp cần thiết, quân đội miền Bắc sẽ duy trì mọi lựa chọn có sẵn và hành động ngay lập tức để kiểm soát rủi ro, đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh. Tuần trước, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày mang tên Freedom Edge ở vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju. Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay chiến đấu và máy bay tuần tra trên biển, cũng như tàu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử USS George Washington của Hải quân Mỹ. Hoa Kỳ tin rằng Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ bảy và chỉ chờ một quyết định chính trị để tiến hành. Phát biểu tại một diễn đàn do The Korea Society tổ chức hôm 22 tháng 11, Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Alexandra Bell cảnh báo, Vụ thứ này sẽ gây ra sự leo thang nghiêm trọng căng thẳng trong khu vực và gây rủi ro an ninh cho toàn thế giới. Nhấn mạnh nhu cầu phải phát triển và điều chỉnh Liên minh Mỹ Hàn để chuẩn bị tốt hơn cho việc phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm tàng, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà đồng thời nhắc lại lời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nguyên tử nào của miền Bắc cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán. Ba hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cùng hiện diện tại châu Á. Ba hàng không mẫu hạm của hai quân Hoa Kỳ sẽ hiện diện tại châu Á vào tuần tới sau nhiều tháng vắng mặt giữa lúc đã có những lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong giai đoạn chính phủ Hoa Kỳ đang chuyển giao quyền hành. Hàng không mẫu hạm USS George Washington với hơn thành viên thủy thủ đoàn vừa cập cảng Yokosuka tại Nhật Bản là cảng nhà của đệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ hôm 22 tháng 11. Đây là lần đầu tiên tàu này trở lại cảng sau 9 năm. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vincent được điều động tới khu vực Thái Bình Dương trước đó vài ngày vào hôm 18 tháng 11. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln sẽ đi từ Ấn Độ Dương qua Biển Đông vào tuần tới trước khi trở về cảng nhà ở San Diego, California. Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho biết sự hiện diện này cho phép các lực lượng hải quân và hỗn hợp có thể phản ứng nhanh chóng và mang đến cho con tàu những năng lực của chúng tôi với sức mạnh tấn công và khả năng hoạt động lớn nhất để tiến hành điều này còn thể hiện quyết tâm của chúng tôi nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực Hoa Kỳ đã không điều động hàng không mẫu hạm nào đến châu Á kể từ giữa tháng 5 khi mà chiếc USS Ronald Reagan rời cảng Yokosuka. Các hàng không mẫu hạm khác đã được điều đến Trung Đông để ứng phó với cuộc xung đột gia tăng khi mà Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào Lebanon và căng thẳng giữa Iran và Israel cũng leo thang. Hải quân Hoa Kỳ có 11 hàng không mẫu hạm, hầu hết đang được bảo dưỡng hoặc vừa trở về sau thời gian hoạt động dài hạn, chỉ còn lại một số ít tàu sẵn sàng để ra khơi thêm hàng chục người chết trong các cuộc tấn công giáo phái trả đũa ở Pakistan. Có ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong các cuộc bạo lực giáo phái ở Karam, tỉnh Khyber, Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khi căng thẳng vẫn ở mức cao sau các cuộc tấn công vào đoàn xe chở người hành hương Shiite khiến hàng chục thường dân thiệt mạng. Vụ tấn công mới nhất xảy ra đêm thứ Sáu khi những tay súng xông vào một ngôi làng của người Sunni, đốt các trạm xăng và đập phá tài sản để trả đũa vụ thảm sát một ngày trước đó. Một quan chức cảnh sát cho biết số người chết có thể còn cao hơn nhiều nếu cư dân trong làng không di tản khỏi nhà của họ, chuyển đến những nơi an toàn hơn để tạm lánh. Các quan chức chính phủ hôm thứ Bảy đã đến thăm khu vực này, thăm hỏi các bô lão của các bộ lạc người Hồi giáo Shiite và Sunni với hy vọng sẽ vãn hồi trật tự hôm thứ Năm, một vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại huyện Kuram. Một nhóm phiến quân chưa rõ danh tính đã phục kích rồi nã đạn điên cuồng không ngớt trong suốt khoảng 40 phút nhằm vào đoàn xe chở người Shia đang trên đường hành hương, khiến 42 người chết, 20 người khác bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Sau vụ nổ súng, giới hữu trách đã giải cứu được 26 người thuộc các bộ lạc Hồi giáo Shia, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị các nhóm người Sunni bắt làm con tin. Tại Quran, người Hồi giáo Sunni chiếm đa số. Mâu thuẫn sắc tộc tại khu vực này leo thang từ hồi tháng 7 do tranh chấp đất đai giữa các bộ lạc người Shiite và Sunni. Trước đó, mâu thuẫn từng nổ ra giữa hai bên, kéo dài từ năm 2007 đến 2011, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Philippines tăng cường an ninh sau khi Phó Tổng thống tuyên bố đã ra lệnh cho sát thủ ám sát Tổng thống. Các cơ quan an ninh của Philippines đã tăng cường những thủ tục an ninh sau khi mà Phó Tổng thống Sara Duterte cho biết bà ta đã ra lệnh ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nếu như chính bà bị giết. Bà Duterte trong một buổi livestream mà bà chửi thầy nhận sĩ cho biết Tôi đã nói chuyện với một người, tôi nói là nếu tôi bị giết, hãy giết BBM, tức là Tổng thống Marcos, để nhất phu nhân Lisa Aranata và Chủ tịch Hạ viện Martin Romundes. Không nói giỡn đâu, tôi nói là đừng dừng lại cho đến khi nào giết chết họ và ông ta đã nhận lời bà duterte lúc đó đang trả lời một người bình luận trên mạng kêu gọi bà phải giữ an toàn nói rằng bà đang ở trong lãnh địa của kẻ thù khi mà bà ở trong quốc hội suốt đêm cùng với chánh văn phòng của mình bà duterte không nêu ra bất cứ mối đe dọa nào đối với bản thân bộ chỉ huy an ninh tổng thống philippines cho biết họ đã tăng cường và củng cố các thủ tục an ninh nói rằng chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chấp pháp để phát hiện ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ và tất cả những mối đe dọa nào đối với tổng thống và gia đình của ông cảnh sát trưởng roman francisco mabile cũng đã ra lệnh điều tra ngay lập tức đồng thời nói thêm rằng bất cứ mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp nào nhắm vào tính mạng của tổng thống đều phải được ứng phó ở mức độ khẩn cấp cao nhất Tại Philippines, phó tổng thống được bầu riêng biệt với tổng thống. Bà Duterte là con gái của cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đã từ chức khỏi nội các của ông Marcos hồi tháng 6 nhưng vẫn giữ chức phó tổng thống. Hai gia đình này đã bất đồng quan điểm về chính sách đối ngoại và cuộc chiến chống ma túy đậm máu của cựu tổng thống Duterte cùng nhiều vấn đề xã hội khác. Mới hồi tháng trước, bà Duterte chế bai ông Marcos là bất tài và nói rằng bà đã tưởng tượng tới việc phải chặt đầu ông ta. Philippines đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5 năm tới. Đây được xem là phép thử ông Marco có được lòng dân đến đâu và là cơ hội để ông củng cố quyền lực và chuẩn bị cho người kế nhiệm trước khi nhiệm kỳ 6 năm của mình kết thúc vào năm 2028. Các quốc gia đạt được thỏa thuận tại COP29 về thị trường carbon – có tiếng vỗ tay và ôm nhau khi các quốc gia đạt được một thỏa thuận tại hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc (COP 29) về các quy tắc của một thị trường toàn cầu mua bán tính chỉ carbon được kỳ vọng sẽ thu về hàng tỷ mỹ kim cho các dự án mới để giúp chống lại tình trạng nóng ấm toàn cầu. Thỏa thuận sẽ bắt đầu được áp dụng ngay trong năm tới. Tính chỉ carbon được tạo ra thông qua các dự án như trồng cây hoặc xây dựng các trang trại gió ở một quốc gia nghèo hơn, nơi sẽ nhận được một tính chỉ cho mỗi tấn khí thải mà họ giảm hoặc hút ra khỏi khí quyển. Các quốc gia và công ty có thể mua các tính chỉ đó để giúp đạt được mục tiêu khí hậu của họ. Hội nghị COP 29 phải kéo dài thêm một ngày với hy vọng tìm được một thỏa hiệp đặc biệt về số tiền tài trợ cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu. Ít giờ trước phiên bỏ phiếu toàn thể vào tối ngày thứ Bảy 23 tháng 11, các bên vẫn bất đồng về khoản tiền mà các nước phát triển cam kết tài trợ. Dự thảo thỏa thuận được nước chủ nhà Azerbaijan đưa ra ấn định số tiền các nước giàu phải đóng góp hàng năm là 250 tỷ Mỹ Kim, đã lập tức bị phía các nước đang phát triển phản đối kịch liệt. Đại diện các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đã rời khỏi phòng đàm phán vì thất vọng về tiến trình này, nhưng cho biết họ vẫn cam kết tìm ra một thỏa thuận. Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước giàu sau đó đã chấp nhận nâng con số này lên thành 300 tỷ Mỹ Kim một năm, từ đây đến năm 2035. Khoản tiền dự trù cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu từ đây đến 2030 phải là hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim một năm, theo thẩm định của nhóm kinh tế gia do Liên Hiệp Quốc chỉ định. Tại COP29, sau nhiều ngày thương lượng trong tuần này, Liên minh các nước đang phát triển chấp nhận số tiền 500 tỷ Mỹ Kim hàng năm. và sau đây là phần tin hoa kỳ ông trump đề cử bộ trưởng tài chính và giám đốc văn phòng quản lý ngân sách Tổng thống Donald Trump vừa đề cử nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent, 62 tuổi làm bộ trưởng tài chính, một vị trí nổi các có ảnh hưởng rộng lớn tới những vấn đề kinh tế, quản lý và quốc tế. Một số chiến lược gia nhận định là việc ông Bessent, người dành cả sự nghiệp làm việc trong lĩnh vực tài chính được đề cử, đã khiến cho Wall Street thở phào nhẹ nhõm vì ông là người am hiểu thị trường và việc bổ nhiệm ông có thể làm giảm khả năng áp đặt quan thuế nặng nề. Ông Bessent sẽ là bộ trưởng tài chính đầu tiên công khai là người đồng tính trong vai trò bộ trưởng tài chính ông Besson sẽ là quan chức kinh tế cao cấp nhất của Hoa Kỳ điều hành chính sách chế tài tài chính của Mỹ có ảnh hưởng tới quỹ tiền tệ quốc tế ngân hàng thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế khác Ông Batson sẽ đối mặt với những thách thức bao gồm quản lý một cách an toàn các khoản thâm hụt liên bang được dự báo sẽ tăng gần 8.000 tỷ Mỹ kim trong một thập niên tới do kế hoạch của ông Trump gia hạn các đợt cắt giảm thuế. Ông Trump cũng đã đề cử ông Russell Vought, đồng tác giả của Project 2025, từng là giám đốc cương lĩnh chính sách tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, làm người đứng đầu văn phòng quản lý và ngân sách của chính phủ, tức là OMB. Ông Vought, người từng đứng đầu OMB trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, sẽ đóng vai trò chính trong việc thiết lập những ưu ưu tiên về ngân sách và thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump về việc bãi bỏ các quy định của chính phủ. Project 2025 kêu gọi mở rộng quyền lực của Tổng thống bằng cách tăng số quan chức được bổ nhiệm chính trị và tăng thẩm quyền của Tổng thống đối với Bộ Tư pháp. Project cũng đề xuất thực thi các dự luật mới cấm gửi thuốc phá thai xuyên bang, xóa bỏ bộ giáo dục và trao cho ông Trump thẩm quyền sa thải hàng chục ngàn nhân viên chính phủ liên bang. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với Project 2025, mặc dù nhiều tác giả của dự án này là cựu quan chức từ chính quyền đầu tiên của ông. Nhiều nhân vật liên quan tới Project 2025 này đã được chọn vào các vị trí trong chính quyền mới của ông Trump. Ông Trump công bố hàng loạt các đề cử nhân sự trong chính phủ mới. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công bố hàng loạt ứng cử viên quan trọng khác trong nội các mới. Ông Scott Turner, 42 tuổi, một cựu cầu thủ NFL được đề cử làm Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị HUD, một chức vụ quan trọng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vô gia cư trên toàn quốc và tình trạng giá nhà ngày càng gia tăng. Ông Turner hiện đang là dân biểu đại diện tiểu bang Texas và từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của ông Trump với tư cách giám đốc điều hành Hội đồng Cơ hội và Phục hồi Tòa Bạch Ốc. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Turner sẽ điều hành cơ quan liên bang với ngân sách 70 tỷ Mỹ Kim và khoảng 8.000 nhân viên. Giới quan sát nhận định, ông Turner là gương mặt ít được biết đến và việc ông được đề cử gây ngạc nhiệt. Ông Trump cũng đề cử bà Lori Chavez de nữ dân biểu đảng Cộng hòa đầu tiên đại diện cho tiểu bang Oregon tại Hạ viện, làm bộ trưởng lao động. Các đề cử khác bao gồm bác sĩ phẫu thuật Modi. Makari vào chức vụ đứng đầu cơ quan quản lý thực và dược phẩm FDA. Bác sĩ cựu dân biểu Dave Walden, đại diện tiểu bang Florida, làm giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC. CDC là cơ quan đảm trách y tế dự phòng cho toàn bộ nước Mỹ, với kinh phí hoạt động hơn 17 tỷ Mỹ Kim, được sử dụng làm mô hình y tế công cộng trên toàn thế giới. Texas thông qua việc đưa Kinh Thánh vào chương trình giảng dạy Hội đồng giáo dục tiểu bang Texas với tỷ lệ sức sao 8 trên 7 đã chấp thuận việc đưa kinh thánh vào chương trình giảng dạy tùy chọn cho học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 5 bắt đầu từ niên khóa 2024-2025. Kế hoạch này đã bị chỉ trích là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ, vốn nghiêm cấm việc chính phủ công khai ủng hộ một tôn giáo nào đó, thường được gọi là sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Texas đã đi đầu trong phong trào của một số người theo cơ đốc giáo bảo thủ, muốn thúc đẩy việc giao giảng tôn giáo trong các trường công lập. Ông Trump đã ra tín hiệu ủng hộ cho những nỗ lực này những người ủng hộ kế hoạch kể trên như là ông robert podesio một thành viên tại viện nghiên cứu bảo thủ american enterprise institute cho biết cơ đốc giáo gắn liền với văn học anh và do đó điều này không thể tránh khỏi ông này lập luận rằng học kinh thánh cũng là học tiếng anh không có gì ngạc nhiên khi xét tới bối cảnh văn hóa của chúng ta ngôn ngữ của chúng ta có nhiều ám chỉ liên quan tới cơ đốc giáo ngược lại bà erica windsor viên chức phụ trách các vấn đề công cộng của liên đoàn do thái tại greater houston thì cho biết việc đưa kinh thánh vào giáo trình giảng dạy có thể gây gây hại cho những học sinh thuộc các tôn giáo khác hoặc những người không theo một đức tin nào cả. Theo quy định mới của hội đồng giáo dục tiểu bang Texas, các học khu không bị bắt buộc phải áp dụng chương trình giảng dạy mới. Tuy nhiên, trường nào áp dụng sẽ được nhận các khoản tiền thưởng hàng năm là 40 mỹ kim cho mỗi học sinh, một ngân khoản không nhỏ nhất là đối với các trường công lập nghèo khó. Chủ nhà quan để gần 200 thi thể phân hủy bốc mùi suốt 4 năm, đối mặt với bản án 20 năm tù. Hai vợ chồng ông John và Carrie Hawford, chủ nhà quàng Return to Nature tại khu vực Colorado Springs, Colorado, nơi có 191 thi thể bị phát hiện đang phân hủy hồi tháng 10 năm ngoái, đã bị tòa phán có tội ngược đãi tử thi và tội lừa gạt. Cảnh sát sau khi nhận được trình báo của người dân về mùi hôi thối bốc ra từ nhà quàng, đã đến kiểm tra và phát hiện gần 200 thi thể chưa được mai táng hay hỏa thiêu. Một số tử thi được xác định qua đời từ năm 2019. Theo kết quả điều tra, hai vợ chồng Hawford đã nhận tiền làm dịch vụ mai táng, hỏa thiêu nhưng không thực hiện. Họ bỏ mặt cho thi thể tự phân hủy và lừa gạt khách hàng bằng cách cho xi măng vào hũ đựng tro cốt. Tổng cộng hai vợ chồng này đã lừa đảo của khách hàng hơn 130.000 Mỹ Kim trong hơn 4 năm. Trong phiên tòa hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 11, hai vợ chồng Hawford đã bị phán có tội với 191 cáo buộc ngược đãi thi thể và phải đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 2025. Cả hai cũng thừa nhận âm mưu lừa đảo Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ hơn 800.000 Mỹ Kim từ Quỹ Cứu trợ Đại dịch COVID. Trước đó, hai bị cáo đã nhận tội lừa đảo trong vụ án liên bang hồi tháng 10 và đối mặt với bản án 20 năm tù. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra ngày 20 tháng 3 năm 2025. Công tố viên cho biết các bản án sẽ được thi hành đồng thời. Vụ một ông nha sĩ tại Colorado bị buộc tội đầu độc vợ, nghi can lãnh thêm các cáo trạng mới. Nha sĩ James Craig bị cáo buộc tội sát nhân cấp độ 1 hồi năm ngoái trong vụ bỏ độc dược làm chết người vào ly đựng thức uống protein dạng bột của vợ mình, vừa bị buộc thêm hai tội xúi dục giết người cấp độ 1 và xúi dục khai mang cấp độ 1, tuy vậy các tình tiết liên quan tới những cáo buộc mới vẫn chưa được công bố. phiên tòa xét xử cũng đã bị hoãn lại vì luật sư bào chữa vừa rút ra khỏi vụ án ngay ngày bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn với lý do là bị cáo đã liên tục thực hiện những hành động ảnh hưởng tới các dịch vụ của luật sư mà luật sư tin rằng đó là tội phạm hoặc là hành vi gian lận. vợ của ông James Craig bà Angela Craig qua đời ngày 18 tháng 3 năm 2023 do ngộ độc cyanide và tetrahydrozoline là một hóa chất có trong thuốc nhỏ mắt. nạn nhân nhập viện ba ngày trước khi qua đời trong tình trạng nhức đầu bưng bưng và chóng mặt sau khi lên cơn động kinh nghiêm trọng, bà được đặt ống thở nhưng đã không qua khỏi. Các nhà điều tra cáo buộc là ông Craig, người thường xuyên pha thức uống protein shake cho vợ, đã bỏ thạch tính vào ly thức uống của bà này ngày 6 tháng 3 năm 2023. Thế nhưng bà vợ may mắn sống sót. Ông Craig sau đó đã đặt mua cyanide giao hàng gấp mà ông ta nói là cần dùng cho một cuộc phẫu thuật. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi một nha sĩ khác trong phòng khám của ông Craig tiết lộ ông ta đã đặt mua cyanide mặc dù phòng khám này không cần đến nó. Theo cáo trạng của biện lý cuộc, thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng ông Craig căng thẳng suốt nhiều năm qua vì ông ta nhiều lần ngoại tình khiến bà vợ đòi ly dị. Những bằng chứng cho thấy là ông Craig đã tìm kiếm trên Internet cụm từ cách ngụy tạo chứng cứ khiến vụ sát nhân trông như là lên cơn đau tim và trong quá trình giảo nghiệm tử thi có thể phát giác ra thạch tính hay là không. Các luật sư bào chữa cho ông Craig thì lập luận rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông ta đã bỏ chất độc vào thức uống của vợ và rằng những gì mà bị cáo tìm kiếm trên Internet chỉ là dùng để tự kết liễu đời mình. Hai vợ chồng ông James và bà Angela Craig kết hôn đã 23 năm và có với nhau 6 mặt con. Một đứa trẻ sơ sinh tử vong, 10 người khác bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Listeria liên quan đến thức ăn châu Á. Một trẻ sơ sinh đã chết và 10 người lớn bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát vi khuẩn Listeria tại bốn tiểu bang liên quan đến các sản phẩm thịt chế biến sẵn do công ty Yu Sang Food ở South Carolina sản xuất. Trong số 10 người bị bệnh có một người ở New York, một người ở New Jersey, hai người ở Illinois và bảy người ở California, bao gồm cả đứa trẻ đã thiệt mạng. Tất cả đều là dân gốc Á. Người mẹ đang mang thai của đứa trẻ thiệt mạng cũng bị bệnh nhưng đã hồi phục. Trong số 8 người bị nhiễm bệnh, 7 người đã mua sắm tại các chợ châu Á có bán sản phẩm Yu Sang Food. Hai người cho biết họ đã ăn thịt gà Yu Sang Food. Các sản phẩm bị nhiễm bẩn đã được phát hiện trong quá trình thanh tra định kỳ nhà máy Yu Sang Food của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 10, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm ngày 9 tháng 11 và thu hồi mở rộng hôm thứ năm tuần này. Thanh tra Bộ Nông nghiệp đã tìm thấy vi khuẩn Listeria trên các sản phẩm thịt được sản xuất tại nhà máy Lệnh thu hồi bao gồm gần 20 loại sản phẩm thịt chế biến, bao gồm Braised Pork Belly in Brown Sauce, Seasoned Chicken Quarter Leg và Braised Beef Shank được sản xuất trước ngày 28 tháng 10. Các sản phẩm này được bày bán tại nhiều siêu thị châu Á, trong đó có 99 Ranch Market. Bộ Nông nghiệp khuyến cáo những ai đã lỡ mua những sản phẩm này nên vứt bỏ ngay, đừng tiếc. Tủ đông và tủ lạnh chứa những sản phẩm này cũng cần được lâu chùi thật kỹ. Nhiễm khuẩn Listeria là nguyên nhân gây tử vong do bệnh vì thực phẩm đứng thứ ba ở Mỹ. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức cơ, đau đầu, cứng cổ, lú lẫn, mất thăng bằng, co giật và tiêu chảy. Với thai phụ, bệnh có thể lây nhiễm cho trẻ sơ sinh và với người cao niên, bệnh có thể gây tử vong. Trang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, ban trộm ngoại quốc dùng drone để theo dõi nhà dân. Cư dân vùng Santa Calera Valley đang thấp thỏm và cảnh giác cao độ sau khi có ít nhất là 3 căn nhà bên trong một khu có cổng bảo vệ tại Valencia đã bị trộm đột nhập chỉ nội trong tuần lễ qua. Dân địa phương tin rằng họ đang bị một băng nhóm tội phạm Nam Mỹ nhắm làm mục tiêu theo dõi nhất cử nhất động của họ bằng drone. Một ông không muốn lộ mặt cho biết là mấy ngày trước chúng tôi thấy có vài cái drone bay lãng vảng gần nhà, dường như băng trộm áp dụng kỹ thuật tân tiến theo dõi căn nhà để biết trong nhà có ai hay là không. Một vài cư dân lần theo mấy chiếc drones này tới một bãi đậu xe gần đó, bên ngoài là Kinta Inn. Họ phát hiện ra một nhóm năm người đàn ông khả nghi đang tụ tập ở đó. Các nghi can nhìn giống bọn trộm từng đột nhập vào nhà để bị camera an ninh thu hình lại được. Khi biết bị phát hiện, bọn chúng đã bỏ chạy tứ phía. Cư dân địa phương nghi ngờ bọn trộm này nằm trong một đường dây tội phạm có tổ chức đến từ các nước Nam Mỹ vào Hoa Kỳ theo visa du lịch với mục đích là để trộm cắp. Gần đây, tình trạng phạm tội bằng hình thức du lịch càng xuất hiện nhiều trên khắp miền Nam California và đã lan rộng sang nhiều hình thức khác. Nhà riêng của một số cầu thủ NFL và NBA cũng đã bị trộm đột nhập hồi tháng 10. FBI tin rằng những vụ này cũng là do một đường dây tội phạm Nam Mỹ thực hiện. Hồi tháng 8 vừa qua, 6 người tại miền Nam California đã bị bắt vì có liên quan tới đường dây phạm tội bằng hình thức du lịch sau khi một doanh nghiệp cho mướn xe hoạt động tại Van Nuys được cho là đã thông đồng với các hành vi bất hợp pháp kể trên. Vụ con đâm chết mẹ khiến cha trọng thương, hung thủ được tòa phán vô tội vì lên cơn điên. Di Hong Peng, 36 tuổi, cư dân San Juan Capistrano đã đâm chết mẹ ruột bà Wei Ping Shen, 59 tuổi, và làm cha mình, ông Gu John, cũng 59 tuổi, bị thương nặng vào ngày 30 tháng 3 năm 2018. Trong phiên xử hôm thứ Năm 21 tháng 11, thẩm phán tòa thượng thẩm quận Cam Gary Payer tuyên bố đương sự không có tội với lý do lên cơn điên nên dẫn tới hành vi sát nhân, cố ý sát nhân và các tội danh khác. Bị cáo có thể lãnh nhận mức án tù lên tới 44 năm tù cho tới chung thân nếu bị kết tội. Một phiên điều trần về sức khỏe tâm thần của bị cáo đã được ấn định vào ngày 19 tháng 12. Pen sẽ được đưa đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tới khi tỉnh táo trở lại. Em ruột của bị cáo, Di Lan Pen, là một game thủ nổi tiếng trong giới chơi game trực tuyến với game League of Legends. Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát quận Cam, nghi can Di Hong Pen có hành quy có hành vi quái lạ tại một phòng tập thể dục ở San Juan Cabistrano nên bị cảnh sát hộ tống về nhà. Sau đó trong cùng ngày, bị cáo vừa cầm dao chặt thịt, vừa cãi cọ với cha mẹ rồi đuổi họ ra khỏi nhà trước khi chém họ. Y còn định đâm một người khác đang ngồi trong một chiếc xe đậu bên lề đường gần đó. Bị cáo cũng định cướp xe của một người đi đường và chém người này nhiều nhát khi bị chống cự cha của bị cáo được chở đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã qua khỏi luật sư bào chữa cho biết ba trong số bốn bác sĩ khám cho bị cáo kết luận rằng pen bị điên do chứng tâm thần phân liệt anh ta nghĩ rằng mẹ mình sẽ hủy diệt thế giới và đang rắp tâm sát hại bạn gái của mình vị luật sư này ca ngợi thẩm phán pier đã có đủ can đảm để đưa ra phán quyết đúng đắn xử bị cáo vô tội Và sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ kết thúc cuộc tập trận. Việt Nam và Ấn Độ đã kết thúc cuộc diễn tập thực binh thường niên lần thứ năm tại binh trạm Chandimadia tiểu bang Haryana của miền Bắc Ấn Độ. Cuộc diễn tập mang tên là gìn giữ hòa bình Việt Nam Ấn Độ Vinpax 2024 bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 kéo dài suốt 19 ngày, mở rộng quy mô so với những lần trước tập trung vào chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm về thực hiện những nhiệm vụ kỹ thuật và y tế trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Quân đội mỗi nước cử 47 binh sĩ tham gia, trong đó lần đầu tiên có các quân nhân không quân ở cả hai bên cùng tham gia diễn tập với nhân sự thuộc công binh và quân y. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Bá Hưng là phó cục trưởng cục gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận rằng cuộc diễn tập năm nay có những điểm mới là triển khai nhiều trực thăng để trợ giúp cho các hoạt động cứu trợ thảm họa, sử dụng một số lượng lớn các drone để trinh sát và dò thám, ra phá bom mìn chưa nổ hoặc là vật nổ tự chế. Bên phía Ấn Độ, trung tướng Rakesh Pushkar, tổng chỉ huy quân đoàn Khadga, phát biểu rằng mối quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã phát triển thành đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quân sự là một trụ cột quan trọng và rằng Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng như là ASEAN. Mối quan hệ song phương của hai nước được dự báo sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và mở rộng trong những năm tới. Quốc hội Việt Nam sẽ sớm ban hành luật đánh thuế cao hơn với người sở hữu nhiều bất động sản. Quốc hội đã yêu cầu chính phủ chỉ thị các bộ ngành và chính quyền các địa phương sớm nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật về thuế, có quy định về mức thuế cao hơn đối với người sở hữu uống nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở và nhà đất bỏ hoang. Quy định này phải bảo đảm đồng bộ với những nội dung đổi mới trong pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, thực hiện mục tiêu tái phân phối thu nhập và động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước trên cơ sở tham khảo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật, chủ đầu tư năng lực yếu kém, không có khả năng hoàn thành, hành vi đưa thông tin không chính xác gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản. Ngoài ra chính phủ cũng có nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, hệ thống quy hoạch quốc gia, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư và các hệ thống thông tin khác. Từ đó đáp ứng yêu cầu thông tin về thị trường bất động sản công khai, minh bạch, đầy đủ và thường xuyên được cập nhật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ việc xây dựng quy định đánh thuế đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang là cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Nội dung này hiện nay đang được chính phủ nghiên cứu và các cơ quan của Quốc hội và chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp, xem xét nội dung trong tổng thể định hướng xây dựng pháp luật và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định. Quốc hội Việt Nam lập thanh tra chuyên ngành và quỹ bảo tồn di sản văn hóa Chiều ngày 23 tháng 11 nhân ngày di sản Việt Nam, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thông qua Luật Di sản văn hóa sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết tuy có một số ý kiến đề nghị là không nên thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa, thế nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề nghị của Chính phủ về quy định thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa và đã được đa số đại biểu tán thành. Việc thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa được cho là cần thiết tạo cơ chế để huy động thêm các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho một số hoạt động mang tính đặc thù trong bảo tồn di sản văn hóa nhưng ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng được như là bảo vệ di sản văn hóa vi vật thể có nguy cơ bị mai một, thất truyền, bảo quản, tu bổ, phục hồi, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích, hay là mua và đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản, tư liệu, tư liệu quý hiếm về di sản văn hóa, có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài trở về nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị chính phủ nên thành lập thanh tra di sản văn hóa nhằm bảo đảm thực thi hữu hiệu việc phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực di sản về văn hóa. Cũng trong ngày 23 tháng 11, tại Cố Đô Huế đã diễn ra việc lễ đón nhận bằng công nhận di sản tư liệu của UNESCO đối với cửu đỉnh. Cửu đỉnh được đúc vào năm 1835, hoàn tất năm 1837 dưới thời vua Minh Mạng, được xem là bộ bách khoa toàn thư bằng hình ảnh sống động về đất nước Việt Nam thời bấy giờ và được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012. Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, chùm phù điêu cửu đỉnh đồng tại Đại Nội Huế đã chính thức được ghi vào danh sách di sản tư liệu châu Á Thái Bình Dương và đã nâng tổng số di sản tư liệu của Việt Nam lên thành con số 10. Trong đó có 3 di sản tư liệu thế giới và 7 di sản tư liệu châu Á Thái Bình Dương. Cũng nhân dịp này, Giới Hưu Trách đã công bố hoàn thành dự án bảo tồn tu bổ điện Thái Hòa và đồng thổ dự án phục hồi điện Cần Chánh. Lại thêm một vụ Trung úy Công an Điện Bắc vì dùng nhục hình đánh chết nghi can Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 23 tháng 11 đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam Lưu Quang Trung, trung úy công an, điều tra viên công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội dùng nhục hình. Quyết định khởi tố bắt tạm giam diễn ra 8 tháng sau vụ một nghi can chết bất minh trong đồn công an huyện Long Thành. Gia đình nạn nhân đã nộp đơn tố cáo sự việc từ ngày 1 tháng 4 theo đơn thưa, sáng ngày 22 tháng 3, ông Vũ Minh Đức đến đồn công an huyện Long Thành theo giấy mời làm việc với hai điều tra viên là Lưu Quang Trung và Thái Thanh Thương. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, ông Thương gọi điện thoại thông báo cho gia đình ông Đức rằng trong lúc lấy lời khai, ông Đức ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành. Sau đó do tình trạng quá nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn. Nhận được hung tin, gia đình ông Đức lập tức đến bệnh viện nhưng không được thăm con. Đến 9 giờ rưỡi đêm hôm đó, ông Đức được xác nhận đã chết. Giấy báo tử của bệnh viện chợ rẫy xác nhận nguyên nhân tử vong là do hôn mê sâu, ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não, sâu ngưng tim, tổn thương thận, tổn thương gan, tổn thương phần mềm đùi phải và trái. Mãi đến ngày 5 tháng 9, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao mới ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng nhục hình tại công an huyện Long Thành. Bị can Lưu Quang Trung hiện đang bị tạm giam tại nhà tù K35 thuộc quân khu 7. Đồng phạm Đại úy Thái Thanh Thương thì chỉ bị đình chỉ công tác. Trong một vụ chết bất minh tương tự, hôm 20 tháng 11, tòa án thành phố Sài Gòn đã tuyên án 13 năm tù cho bị cáo Võ Thành Đạt, 31 tuổi, Trung úy đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận 11 về tội dùng nhục hình đánh chết nghi can Hai đồng phạm khác bị tuyên án 8 năm rưỡi tù và 7 năm rưỡi tù với tội danh sử dụng nhục hình. Một cô gái bị lừa tình lẫn tiền đã nhờ tới hiệp sĩ phá án thay vì nhờ công an. Một vụ lừa tình lừa tiền vừa xảy ra tại thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương gây chú ý vì người phá án bắt nghi can là hiệp sĩ săn bắt cướp đường phố chứ không phải là công an. Truyền thông trong nước loan tin một cô gái có tên viết tắt là N, 23 tuổi, được một nam thanh niên mới quen trên mạng xã hội hẹn gặp mặt và rủ đi ăn. Sau đó cả hai vào một khách sạn ở Thủ dầu một để tâm sự qua đêm. Cô NL ngủ mê tới sáng ngày hôm sau khi thức dậy thì không thấy bạn trai đâu, còn hai chiếc điện thoại di động của cô thì đã không cánh mà bay đồng thời 29 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng cũng bị rút sạch. Thay vì báo công an, cô NL quyết định nhờ tới anh Nguyễn Thanh Hải, người được dân mạng biết tới việc danh là hiệp sĩ săn bắt cướp ở Bình Dương. Hiệp sĩ săn bắt cướp tại Việt Nam là khái niệm chỉ có những người dân tự phát trang bị công cụ hỗ trợ để đi bắt cướp trên đường phố mà không được hưởng lương hay thù lao nào cho việc này. Sau khi nhận lời giúp cô anh L, anh Hải đã tìm hiểu trang cá nhân của Nghi Can và các mối quan hệ của hắn ta. Sau đó thì anh Hải phát giác ra Nghi Can này đang ngồi trong một quán ăn tại thành phố Thủ Dầu Một. Khi anh Hải đến gần để khống chế, Nghi Can phủ nhận chuyện mình quen biết với cô anh L và vụ trộm cắp tài sản. Nhưng sau một hồi bị chất vấn liên tiếp, Nghi Can đành phải thừa nhận. Anh Hải khi đó báo công an phường tới dẫn nghi can này về đồn, cô NL đã nhận lại được hai chiếc điện thoại và số tiền bị mất. Một bà mẹ trẻ 19 tuổi quăng đứa con mới 3 tháng tuổi xuống mương vì giận chồng. Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền, 19 tuổi, cư dân thị xã Tân Châu, để điều tra vụ án quăng đứa con 3 tháng tuổi xuống mương khiến đứa bé tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 11, Bà Hà là mẹ chồng của cô Huyền, đang đưa võng ru đứa bé con của cô Huyền và là cháu nội của bà Hà ngủ. Sau khi đứa nhỏ đã ngủ, bà Hà dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông con để bà đi ăn sáng. Nhưng khi bà vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế con ra phía mương nước sau nhà, quăng đứa nhỏ xuống rồi quay trở vào nhà tỉnh bơ như không có chuyện gì. Khi bà Hà đi ăn sáng về không thấy cháu nội nằm trên võng, nên cùng Huyền và những người trong nhà đi tìm nhưng không thấy sau đó chồng Huyền đến công an xã trình báo. Khi bị công an thẩm tra, Huyền khai là do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng nên mới quăng con mình xuống mưa. Tháng 3 năm ngoái, một bà mẹ trẻ 21 tuổi ở Bình Dương đã quăng đứa con 4 tháng tuổi từ trên gác xuống đất khi bị chồng say rượu đánh bầm mặt. Đứa bé may mắn sống sót. Trước đó năm 2022, một ông ở Quảng Nam vì ghen tuông giận vợ đã quăng đứa con gái nhỏ 5 tuổi xuống sông Trường Giang, khiến đứa bé thiệt mạng. Cảm ơn quý vị khán thính giả bên dưới làn sống của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Showbiz. Trong phần tin Showbiz hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số phim vừa được phát hành trên Netflix. Bộ phim đầu tiên, The Piano Lesson, chuyển thể từ vở kịch sân khấu của August Wilson, lấy bối cảnh tại Pittsburgh năm 1936, giai đoạn sau cuộc đại suy thoái Truyện phim kể lại cuộc sống của gia đình Charles và những khó khăn phải đối mặt khi phải quyết định số phận của một di sản gia truyền, một cây đàn piano. Phim The Piano Lesson xếp loại PG-13 được giới phê bình chấm 91 điểm. Bộ phim thứ nhì A Man on the Inside thuộc thể loại điều tra phá án hài hước dựa trên một bộ phim tài liệu từng thắng nhiều giải thưởng năm 2020. Một giáo sư đã về hưu đang buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt, được một thám tử tư thuê làm nằm vùng trong một viện dưỡng lão ở San Francisco để thực hiện một cuộc điều tra bí mật. Phim A Man on the Inside dài 8 tập do Hollywood sản xuất được giới phê bình chấm 95 điểm. Và cuối cùng là phim Buy Now, The Shopping Conspiracy phim tài liệu về thế giới bí mật của những thương hiệu có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới và tác động của họ đến đời sống thường ngày của chúng ta. Bộ phim thông qua các cuộc phỏng vấn những người trong cuộc và trần những thủ đoạn thao túng ngầm để khiến giới tiêu thụ phải mua, mua nữa, mua mãi, bất kể giá nào. Phim Buy Now, The Shopping Conspiracy do Netflix sản xuất. Lần lượt điểm từng phim một bộ phim đầu tiên The Piano Lesson à, Phim này à, Minh Châu đã xem chưa và đánh giá như thế nào? Minh Châu xem rồi anh Thanh Tâm à, Minh Châu thích bộ phim này Mình đâu nó có một cái gì đó đen tối và ma mị anh Thanh Tâm à, Cái cái bộ phim nó cũng có một cái 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 cái, cái trầm lắng nó có bị một cái gì đó rất là trùng à, uh, xuống, dạ, trùng xuống ừ. depressed đó và cái câu chuyện kể về cái gia sản là một cái đàn nhưng mà thiệt sự là cái history về chuyện gia đình của của người Mỹ da đen và chế độ nô lệ nó đã hằng sâu vô cái history của họ và ảnh hưởng rất nhiều tới cái thế hệ sau nữa và cái cái sự nghèo nàn nó cũng thể hiện rõ ở trong cái bộ phim này mình châu thấy cái cách dàn dựng bộ phim lúc đầu á thì dễ bị 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 mất cảm hứng nếu mà mình không tiếp tục coi nhưng mà nếu mà tiếp tục coi và bắt được cái câu chuyện kể về cái câu chuyện về cái cây đàn và tại sao cái cây đàn nó có và và at the end cái ending nó dễ sợ của anh thanh tâm à, uh, minh châu bị nổi da gà I, i like the ending how người người ta set up cái ending để để kể cái câu chuyện về cái gia đình và cái end cho cho cả cái mối quan hệ gia đình nữa nó nó là một cái nút thắt và tháo gỡ at the end i like the movie con anh sao đúng như lê minh châu nói thưa quý vị đây là một bộ phim đặc biệt à, thánh tâm thì hồi đó giờ không chuộng những cái thể loại thứ nhất là đề tài cao bồi dạ. thứ hai là đề tài nô lệ lê, đen thành ra những cái bộ phim nào thuộc hai cái thể loại này đó. đây là những hai cái thể loại chính và đặc trưng của văn của hóa mỹ. mỹ nhưng mà thanh có cảm giác sở dĩ thanh không thích là vì cảm giác nó làm nhiều quá những bộ phim này rồi cho nên bất kỳ những cái bộ phim hay những tác phẩm nào liên quan đến hai cái đề tài này thì phải có gì thật sự đặc biệt, đặc biệt. mình mới chọn để giới thiệu yeah. thế thì cái điểm đặc biệt của bộ phim này thưa với quý vị đó là cái bộ phim này dựa trên một cái vở kịch broadway từng thắng giải năm 1990 từng thắng giải với nhạc kịch hay nhất ở giải ừ, Tony. Dạ. À, Tony là cái giải bên dành cho nhạc kịch Dạc cũng như kì. Oscar bên cho phim vậy dạ. đó. Và nó dựa trên một cái cuốn tiểu thuyết và cuốn tiểu thuyết đó cũng thắng giải Pulitzer là giải thưởng danh giá nhất về văn học dạ. cho cho dạ, cho sách dạ. đó đúng rồi đó. Cho nên là đã, rõ ràng cái tác phẩm này nó có một cái giá trị nhất định nào đó thế thì mình nghĩ là khi mà cái cuốn sách nó đã đã có giá trị như vậy cái vở kịch nó thắng giải như vậy thì cái bộ phim chắc Được, chắn giờ, nó cũng phải nào? có một cái một cái 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 mức độ tối thiểu nào đó anh yeah. tâm mới chọn giới thiệu thì khi xem bộ phim thanh tâm cảm thấy thất vọng thất vọng là vì sao là vì rõ ràng là cái câu chuyện nó quá hấp dẫn À, nó có nhiều cái 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 material có nhiều cái chất liệu để mà đạo diễn có thể làm cho cái bộ phim nó nó bùng nổ hơn nữa thế nhưng đạo diễn này không biết tại sao lại chọn cái cách mà 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 chuyển thể bộ phim y như một cái vở kịch cái bối cảnh nó cũng gói gọn trong một cái cái ngôi nhà, một cái ngôi nhỏ, nhà như đẹp. vậy và cái lời thoại nó cũng y như lời thoại kịch giống như vậy giống thì thế vậy. thì như vậy người ta xem kịch xem phim làm cái gì tại cái cái biện pháp điện ảnh nó có những cái thủ thuật điện ảnh nó cởi mở nó hơn là là kịch dạ. nó làm cho bộ phim nó thăng hoa hơn trong khi những cái tình tiết trong cái câu chuyện này trên vở kịch đó thì nhân vật chính chỉ đứng đó kể lại thôi tại vì kịch mà họ đâu có làm yeah, gì được yeah. thì nếu những cái tình tiết thay gì thì cái miệng kể. ông này chỉ kể lại mà mình dựng phim diễn thành. thì nó quá hay yeah. đi những cái tình tiết nó quá hay trong bộ phim này cũng chỉ để ông đứng đó kể lại thì mình thấy tiếc vô cùng và bộ phim cái dài hai tiếng mấy mà chỉ đa số chỉ tập trung trong cái căn nhà và những cái lời thoại qua lại của nhân vật thì mình biết là cái 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 phần thoại nó 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 là cái điểm nhấn chính nhấn, của kịch yeah nhưng mà trong phim thì không cần phải bê nguyên si vào như vậy Thế à, nên là cảm thấy rất là tiếc à, dù là cái câu chuyện thì rất hấp dẫn à, cái diễn xuất của các diễn viên thì quá Hi. tuyệt vời cái phần hình ảnh cũng rất đẹp nhưng mà cái cách dàn dựng mà mà chuyển thể nguyên si từ từ kịch qua phim mà vẫn giữ nguyên cái 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 kịch chuyển, chuyển thể như vậy thì ta thấy là quá uổng cho nên là tuy là giới phê bình đánh giá cao bộ phim này và không biết là bộ phim sẽ có được một vài đề cử nào trong giải Oscar tới đây không nhưng mà tôi cảm thấy rất là tiếc và và không không thích bộ phim cho ừ. lắm đó đó là bộ phim The Piano Lesson thưa quý vị à, bộ phim thứ nhì là một bộ phim à, hài hước nhẹ nhàng và đã là bộ phim hiện đang là bộ phim à, đứng đầu trên Netflix trong tuần lễ này bộ phim mang tên là A Man uh, on the, inside. In the inside. À, phim này dài 8 tập mỗi tập chỉ có hai mươi mấy phút <laughs> thôi rất là dễ xem luôn minh châu đã xem được mấy tập và đánh giá như thế nào minh châu xem được 5 tập anh thanh phong okay. minh châu thích cái cách cái hài nhẹ nhàng của bộ phim và cái cuộc sống của những người già sau khi mà họ check in trong cái viện dưỡng lão nó ra làm sao và người già anh ừ. sợ nhất là sự cô đơn ừ. đúng không thì ở nhà con cái rất là bận rộn, họ check in for a reason và con cái cũng không có đủ thời gian để để spend time với họ thì vô đó kiếm bạn là là một cuộc sống hoàn toàn khác nhưng mà ở rằng sau khi nào cũng có những cái 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 màn bí mật những cái câu chuyện và Minh Châu thích cái hài hước này nó nhẹ nhàng mà nó đủ nó đủ vui nhộn để nó carry on cái câu chuyện trinh thám <laughs> tìm tìm mà uh, của đánh mất yeah, điều tra bí mật mà Mr điều tra quá obvious <laughs> ai cũng thấy ảnh hết đó nhưng cho nên cái đó là cái điều mà làm cho mình bật cười và minh châu thích bộ phim còn anh thấy sao? Thưa với bộ phim này thì là dựa trên một cái bộ phim tài liệu của Chile à đã thực hiện à. cách đây cũng cũng khá lâu và cái bộ phim tài liệu đó thắng giải của bên Chile và được Chile đề cử cho cái tranh tài tại hạng mục phim ngoại quốc hay nhất của giải Oscar. à hình ra cái cái năm 2020 thì phải cách đây cũng lâu lắm. Tức là mà cái bộ phim của tài liệu của Chile là dựa trên một câu chuyện có, có thật. thật là một cái ông đó ổng 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 nghi Đấy. là mẹ của ổng trong vị diễn lão bị nhân viên nó đó bạc đãi cho nên mới là nhờ người làm thám tử nằm vùng đâu đó coi cái mẹ mình cũng bạc đãi hay Đấy, không. không? thành ra cái 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 bối cảnh xung quanh cái bộ phim mình thấy nó cũng cũng, Vui, cũng, thú vị vậy? Thế thì khi nên xem bộ phim mình có cảm giác cái cái hài hước bộ phim rất là nhẹ nhàng, nó dạ. không có hài hước gì quá đáng cả. Hai thì cũng cười nhẹ nhẹ thôi cũng không có vui lắm đâu. Ở với Thanh Tâm tại Thanh Tâm là người rất là khó ưa khó chịu khó cho chịu. nên là, cái cả cái hài này khó mình thật lấy thành tâm lắm. Cái hài này cũng thấy nhẹ 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 thôi. À, nhưng mà Thanh Tâm nghĩ là cái 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 vỏ bọc là điều tra phá án và trinh thám hài hước này nó chỉ là cái vo bọc ừ. bên ừ. ngoài. Yeah. Cái thực chất cái câu chuyện bên trong là nó muốn muốn kể về cái đời sống của những các vị cao niên ở trong viện dưỡng lão. Như thế nào? Nhưng mà nó khác những cái cái bộ phim khác về cái đời sống của những vị cao niên trong viện dưỡng lão. Mình nghe cái điều đó mình thấy mình nghĩ ngay thấy là là cũng Để nói nói những à? cái những yeah. cái mặt tối, những cái buồn bã những cái u ám. Bộ phim này họ không yeah, chú trọng vào cái điều mà. đó. Họ họ tại vì một cái nhà viện dưỡng lão này ở San Francisco thuộc lại là cũng loại cao cấp cho nên cuộc sống của các 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 vị cao niên trong đó nó cũng đầy đủ các sinh hoạt, các đời sống họ rất là là, dạ. là đủ các, các các được chăm sóc đầy đủ là tế rất là đầy và đàng đủ. hoàng. Có cả quán bar nữa. Không? Đó. Thế nhưng, cho dù nó chăm sóc đầy đủ đàng hoàng bao nhiêu đi nữa thì thì mình cũng biết là như Lê Minh Châu nói, Cái điều mà các vị cao niên sợ nhất đó là cái sự cô đơn. Cô đơn. À, nhất là khi mà trong cái việc dưỡng lão như vậy nữa, thì cái cái văn hóa mà đưa cha mẹ vào việc dưỡng lão đối với người châu Á mình nó vẫn còn xa, xa lạ, lạ vẫn còn xa lạ, không có lắm nhưng mà vẫn còn xa lạ. À, và có lẽ vẫn là một cái điều gì đó nó nó nó, nó hơi 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 cấm kỵ à, đối với người Mỹ cái chuyện mà đến cái tuổi phải vào những lão như khi họ tự họ vào bình, dạ, dạ, bình thường đúng không? bình thường nhưng mà với văn hóa người châu Á của mình cái mình. cả đối với bản thân thanh tâm tâm khi mà nghe cái chuyện đó mình vẫn cảm thấy nếu Cảnh mà mình lòng, phải đưa ứng. cha mẹ mình vào mình cảm thấy mình rất có lỗi và mình ừ. bất hiếu yeah. tuy rằng cái chuyện đó ở xứ Mỹ là cái chuyện bình nhiều thường. khi phải làm yeah. thôi à, thanh tâm xem bộ phim này thì thì mình không những không phải là xem cho cha mẹ mình tại vì mình biết là mình sẽ không đưa cha mẹ mình vào nhưng mình xem cho chính mình <laughs> xem từ bây giờ anh tâm là người cái gì cũng chuẩn bị trước thôi biết quý vị xem từ bây <laughs> giờ để nghĩ lắm. so lo xa người lúc mà mình vào rồi mình phải làm sao làm sao cho nên là khi mình bộ xem bộ phim mình có thêm một cái nó gọi là một cái invested cái nhìn interest á, dạ. tại là vì mình thấy ồ cái phim này có liên quan tới tôi nè trong ừ. tương lai tôi tôi phải chuẩn bị như thế nào cho nên là khi xem bộ phim thì có thêm một cái sự thú một cái sự hứng thú đặc biệt nhân dạ. đôi lên nữa À, và khi xem phim xong thì thì vẫn quyết định là, là không, không check in không không chú, à, em, em sẽ em check in, in. <laughs> tại vì thái tâm nghĩ đúng là như vậy con người ta khi mà lớn tuổi đó minh trong cái sợ cái sự cô đơn yeah. thì khi mình mình vào những cái vị những lão mà mình uh, có có, bạn có điều này. kiện một chút xíu Để mình lựa lựa những cái nơi mà nó nó tương đối là nó cao cấp thì mọi cái dịch vụ nó được cung cấp cho mình như vậy và cái điều quan trọng nhất là mình có có một cái, những, cái, những cái những cái hệ thống uh, support xung quanh nhiều khi biết tính mình vào đó chắc cũng không ưa ai đâu Cũng không cần thiết phải ưa ai cả nhưng mà cái việc là mình biết là Mình không thích ai đó mình vào trong phòng mình đóng cửa lại Nhưng mà xung quanh có người mình cảm thấy có cái sự có cái sự an toàn và cái sự yên ổn ở trong đó chứ thanh tâm không phải là cái kiểu mà lên núi sống em tuy là không ưa ai nhưng mà lên núi sống Không không cho nên bộ khi xem bộ phim xong thì thì mình mới thấy cái thông điệp của bộ phim một lần nữa đó là cái 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 tình bạn cái sự được kết rồi. nối và cái sự cô đơn của con người à, bộ phim gọi là xuất sắc hay không mà đối với thanh tâm không gọi là xuất sắc nhưng mà bộ phim xem cũng được thưa quý vị đó là bộ phim A Man on the Inside và đến bây giờ có lẽ là anh em mình làm cái phần điểm phim cho Đài sài gòn tv cũng đã 14 15 năm rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi dành chọn một bộ phim tài liệu ở cái vị trí cuối cùng mà thường thường trong cái fashion show vị trí cuối cùng <laughs> dành cho Verdad cho nên là lần đầu tiên một bộ phim tài liệu được chọn ở cho vị trí Verdad Tại sao lại như vậy? Bộ phim cuối cùng thôi, với bộ phim tài liệu mang tên là By Now yeah. a Conspiracy. Phim này thì Linh minh châu đánh giá như thế nào? Quá đặc biệt anh thanh tâm, ừ. à, minh châu thích cái bộ phim này ở chỗ nó đánh trúng tâm lý của mọi người vì Minh Châu cũng là một người consumer và là người phải cancel cái Amazon Prime của gia đình. Thú nhận, thú nhận. Em phải là người cancel luôn anh tâm, không phải là một lần, ba lần, chứ không phải nữa. Mê, tự vì nó quá dễ dàng và cái gì nó dễ dàng click ngón tay à là mình có sẵn trước nhà nó quá dễ shopping nó 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 thao túng tâm lý của mình và cái bộ phim tài liệu này nó vẽ rõ ra cái plan của họ như thế nào mình biết đó hồi xưa là mình biết là mình đã trở thành member là mình dễ mua tới cỡ nào mình spend tới cỡ nào và mình thấy là mình cái sự dễ dàng trên trên đầu ngón tay cho tới khi mà mình coi cái này là mình rõ ràng mình thấy họ plan out everything từ cái đầu óc những cái suy nghĩ mình sẽ mua cái gì và những cái đồ gì nó sẽ liên tới và bằng cách nào họ họ catch được cái attention. Quá hay anh và cái bộ phim này nó cho em cái nhìn sâu sắc hơn là lý do tại sao quá đúng đắn mà Minh Châu cancel cái Amazon Prime. Anh tâm thấy bộ phim như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi của Minh Châu thì hỏi ngay là sau khi xem bộ phim xong đã vỡ lẽ được nhiều điều và thấy những cái đúng đắn này như vậy thì, thì 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 câu hỏi là có còn quyết định mua hàng cho Amazon nữa hay không? Dạ không. Họ không mua nữa luôn. Dạ không. Oh wow. Tại vì em có thi <laughs> Anh <laughs> 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 mu rẻ hơn. Nó <laughs> Rẻ hơn nữa. <laughs> ok. Tôi với quý vị là khi mà thanh tâm trước khi xem bộ phim này đó thì mình chỉ nghĩ ngay trong đầu mình là biết là bộ phim nó sẽ lên án các 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 hãng quảng cáo nó tìm cách là nó bắt mình dụ mình mua hàng dạ. thế câu hỏi trước khi xem phim câu hỏi đặt ở trong đầu là quý vị mẹ này khi mà người mua hàng người ta mua hàng người ta thỏa mãn giúp cho nền kinh tế phát triển đôi bên cùng có lợi thì thế thì cái gì đáng lên án lên án đâu không có gì đáng lên án cả cái đó đáng. đó thì khi xem bộ phim xong mới mới về ta mới mới học được những cái điều rất là quan trọng ừ. thì thứ nhất đó là cái rác thải yep. cái nhu cầu tiêu tiêu thụ không thấy nhu cầu cái cái mức tiêu thụ nhưng thứ không cần mà vẫn tiêu thụ yep. mua hàng ngày nào cũng mua quá đáng như, như vậy khác, lẻ. cái rác thải mình thải ra cái điều đơn giản là bây giờ hỏi Lương Minh Châu có bao nhiêu cái áo dài, Hành Tâm có bao nhiêu cái nợ mà có cần xài hết những cái thứ đó không? không. Và những cái quần áo mình mình không xài như mình vứt đi đâu, bỏ trong tủ thì nó phí mà vứt đi thì vứt đi đâu? No. mình không không có khe không, no. không ai khe cả chỉ khe lúc mua thôi. Còn cái dầu cái cái phần cuối cuộc đời của những sản phẩm đi đâu không ai khe. cái rác thải là một cái điều rất là quan trọng. Yeah. xem bộ phim mình nó vỡ lẽ ra, oh ah, my god yeah. oh my god cái rác thải của những cái 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 tiêu thụ mà của mấy tỷ người trên hành yeah. tinh này nó thải ra nó đi về đâu cái đề thứ nhất. vấn đề thứ hai nữa là Thanh năm cũng học được bài từ bài học từ cái bộ phim này đó là những cái sản phẩm khi mình mua mình cũng chọn lựa những cái sản phẩm mà nó nó, nó ghi đó là recyclable thì mình nghĩ là mình đỡ cảm thấy đỡ đỡ tội lỗi một chút dạ, xíu dạ. lựa mua những sản phẩm nào mà có thể Thân tái thể chế môi được đó. Đó. Dạ. nhưng mà có thật sự như vậy hay không sản phẩm nó ghi là nó một cũng chuyện nó cũng like nó cũng nói xạo nữa sản phẩm nó ghi là một chuyện là Thên... recyclable nhưng dạ. mà thật sự nó có recyclable không? thì là một chuyện thứ hai nữa thành ra cái bộ phim nó 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 giúp cho mình vỡ lẽ ra được Nhiều. một vài điều à, thế thì cái câu hỏi đặt ra là mình làm cách nào để thanh tâm xem bộ phim thông xong thì thanh tâm lại không không có có cảm thấy là bị là lên án hay là phê phán những cái nhãn hàng những công ty nó quảng cáo nó tìm cách nó hút mình để mình mua cái này cái kia thanh tâm thấy cái điều không. đó đối với thanh tâm là cái điều hay hay nó, nó, nó là nó... đúng nó là nó là tiết kiệm thời gian dạ. của mình và nó đỡ cho mình mất công thanh yes. tâm thích cái chuyện ừ. là ồ oh, nó mới vừa thấy mình, uh, mình tới cái, cái, xem những cái sản phẩm nào thì đưa quảng cáo đó đối với tâm thích cái điều đó đúng. nó làm cho mình đỡ tốn thời gian còn cái việc mà nó có quảng cáo ờ ạt như vậy mình có mua không là chuyện của mình thì hồi đó thì anh Nam vẫn nghĩ là mình là một người có cái khả năng mà mình tự self control nó khá cao không có dễ bị dụ thì đến bây giờ anh Nam vẫn nghĩ như vậy tại vì khi cho dù nó đưa quảng cáo tới một loạt như vậy đó đỡ tốn thời gian mình đi kiếm nhưng mà không phải là mình cứ mua liền mình cũng phải để coi từ từ rồi nhiều khi mình chọn cái đó bỏ vào giỏ hàng không có mua ngay hai ba ngày em sau quay lại coi thấy có còn cần thiết hay không mới mua thành ra thanh tâm là một trong những người mà có thể có, cái có, có cái sự tự chủ đó cho nên đối với anh tâm cái việc này là ok không có gì cả thế nhưng một trong những cái điều mà khi thanh tâm xem cái bộ phim này mình cảm thấy cảm thấy cũng cũng hơi hơi uh, ờ <laughs> hơi nhộn <Cái> lộn. <laughs> hơi 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 nhộn hơi nhộn, đó. nhộn là 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 có những cái thật sự mà nó có nhiều có, con người của chúng ta cũng không cần nhiều thứ quá dạ, như vậy. Đúng vậy không cần quá nhiều cách đây mười hai ba năm trước mà nó cần nhiều thứ dữ như vậy hay không nhưng mà bây giờ cái gì nó cũng có sẵn trước mặt mình ừ. mình thấy là ô không phải tôi không cần nhưng mà ông châu có không nên mình không có nó kỳ quá không được <laughs> Cái, yeah. cái, cái, tâm lý đó. Yeah. tâm lý đó, thành nghĩ là nó đánh đúng vào tâm lý của con người. nhiều khi mình không cần, mình cũng, ờ, à, thôi, thôi tiết kiệm năm ba đồng, nhưng mà nghĩ, ở thằng nó, nó có, thằng, yeah. không, thằng không có rồi, không bằng anh bằng em. cái đó là con người nào, nó cũng, cũng dễ, dễ bị yeah. cái đó, và tâm cũng bị cái chuyện đó, cho nên là, khi xem bộ phim xong thì mình cũng cảm thấy mình nên tự phản tỉnh là một chút xíu. và kết luận rằng, không cần phải mua quá nhiều cái sản phẩm như vậy. duy nhất, tâm thanh nghĩ thân duy nhất trong cái, cái cuộc đời này một sản phẩm mà nên mua càng nhiều càng tốt. đó là mua vàng. Và tất cả. <laughs> không cần nhiều. Thành ra. Mà trước khi <laughs> mua vào Thành có tiền ra dạo này em cũng bớt sắm suốt lại, bớt sắm thay lại cho nên quý vị thấy là có vài cái thay mặt đi mặt lại cũng và điện thoại. Đúng có rồi. có nhiều người bảo năm điện thoại cứ thay đổi liên tục. Anh Tâm. Nhột quá anh. Rõ ra cái điện thoại là cái không cần thiết. Xe thì cần, xe thì cứ hai ba năm tháng lần thì được, điện thoại không cần. <laughs> Cái câu hỏi đặt ra là sau khi xem bộ phim xong rồi, có còn tiếp tục mua hàng cho Amazon nữa hay không? Vẫn câu trả lời là vẫn, vẫn tiếp, tiếp tục, tục. mua. <laughs> vẫn còn Prime mà. Tiếp tục mua thì không biết là tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu vì chính con người chúng ta sẽ Ngập ngụa trong rác thải của tự mình. Tự đào hố diệt vong cho chính mình thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Nhà đầu tư tiền điện tử chôn kho báu trị giá hàng triệu Mỹ Kim thách thức cộng đồng tìm kiếm. Ông John Collins Black, một doanh nhân và nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, vừa công bố một cuộc săn tìm kho báu đầy thử thách. Năm chiếc rương chứa các vật phẩm giá trị lên tới 3 triệu Mỹ Kim đã được chôn giấu tại các địa điểm bí mật trên khắp nước Mỹ. Đây không chỉ là một thử nghiệm về khả năng giải đố mà còn là một lời thách thức đối với những ai đam mê phiêu lưu và khám phá. Ông Colin Black cho biết ý tưởng này xuất phát từ niềm đam mê tìm kiếm kho báu của chính mình từ thời thơ ấu. Sau khi trở nên giàu có nhờ đầu tư vào Bitcoin từ rất sớm, ông đã mất hơn 3 năm trong giai đoạn đại dịch Covid bùng phát để thu thập những bón đồ quý giá và lên kế hoạch chi tiết cho hành trình săn kho báu. Những chiếc rương được chôn tại các địa điểm công cộng, không thuộc sở hữu tư nhân và tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia. Để tìm ra kho báu, người tham gia cần giải mã các manh mối phức tạp do Collins Black ẩn giấu trong cuốn sách There's Treasure Inside. Cuốn sách không chỉ chứa đựng những thông tin dẫn đường, mà còn bao gồm hướng dẫn cách mở những chiếc rương đặc biệt. Tuy nhiên, ông Collins Black khuyến khích người tham gia không sử dụng vũ lực vì việc phá hỏng rương có thể làm mất đi giá trị của chúng. Giá trị của những chiếc rương không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở ý nghĩa lịch sử và văn hóa của các vật phẩm bên trong. Chúng bao gồm một đồng Bitcoin Casasius đầu tiên, một viên ngọc lục bảo Columbia, lá bài Pokemon Shining Charizard từ năm 2002, các đồ cổ từ một vụ đắm tàu và một chiếc cốc thủy tinh từng thuộc về George Washington. Tổng giá trị của các vật phẩm này hiện được ước tính từ 2 đến 3 triệu Mỹ Kim và có thể tăng đáng kể trong tương lai. Nếu trong vòng 8 đến 10 năm không ai tìm thấy những chiếc rương, ông Collins Black sẽ công bố thêm manh mối để kho báu có thể được khám phá. Ông khẳng định không muốn để lại một huyền thoại bất tận về kho báu chưa được tìm thấy mà muốn tạo ra thêm một trải nghiệm thực sự đáng nhớ cho cộng đồng. Ủa, ý tưởng quá là thú vị quá dễ thương luôn à thế còn nhớ là khi còn bé đó thì thì ở việt nam cái cái trò chơi mà scavenger hunt ở bên mỹ này thì thì rất là phổ biến yeah. nhưng mà ở việt nam thì không có không có trò chơi yeah. đó nhưng mà còn lúc bé đứa nào cũng thích coi những cuốn truyện uh -huh. những cái truyện và những cuộc phiêu lưu tìm kiếm của uh, tân tân đó, đó rồi rồi đảo châu báu dạ. tức là cái đó là cái điểm chung của của con mình mê mức. lắm dạ ra có những người đến khi lớn lên họ vẫn có tiếp tục cái, cái, niềm đam mê đó nên thấy đây là một cái ý tưởng quá là hay, quá hay à. À, chỉ có điều không không biết là khi mà ông này ông chôn năm cái rương ở những cái nơi như vậy đó để ổng thì... phải có người làm cho ông đúng và không? những người đó không được phải cần siêu ở the truth là, là... đúng không <cười> sao <cười> mà nói được thiên hạ không, không biết không có kính miệng dữ <laughs> như vậy <laughs> không thành ra để... không biết ông này ổng sẽ có dùng cách nào để mà mà dự kính cái điều đó nhưng mà nhìn chung đây là một cái ý tưởng không mất quá là yeah. hay à, linh minh châu nghĩ là trong ông nghĩ là nếu mà trong từ 8 đến 10 năm tới mà vẫn không có ai tìm ra đó thì, thì ông sẽ, sẽ cho thêm clue ạ. Yeah. em nghĩ là từ trong vòng tám mười năm tới người ta sẽ tìm ra hay không em phải đọc, sách trước, đọc là sách trước em muốn cho anh biết <laughs> ý tưởng quá hay. anh có mua sách không <laughs> ý tưởng quá nhưng may may lỡ may lỡ mà mai muốn mình không làm công việc này nữa đây, em yeah. đây là mua, mua sách đi đi đây. kiếm kho báo nha <laughs> bản tính vừa rồi cùng với lời hứa hẹn sẽ đi tìm kho báu của lương minh châu đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của sài gòn tv cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày chủ nhật bình an xin kính chào tạm biệt